Ngày 11 tháng 10, buông bỏ quá khứ. Tôi ngày càng tin rằng có thể sống những vết thương của quá khứ. Sống những vết thương ấy không phải như là những hố sâu không thể được lấp đầy và do đó tiếp tục đe dọa chúng ta. Nhưng sống những vết thương ấy như là cửa ngõ dẫn vào cuộc sống mới. Vô môn quan, cánh cổng không cổng của thiền và những vết thương chữa lành của Đức Kitô đều khích lệ chúng ta buông bỏ bản thân khỏi quá khứ và tin vào vinh quang mà ta được mời gọi đạt tới.